đây là bốn mảnh sau khi bạn cắt được từ đập mà mình đã xe lúc ban đầu. Đây là mảnh A, mảnh B, mảnh C và mảnh D. Đây là mảnh A. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hình thành mảnh A như thế nào. Đây là vai. Chúng ta sẽ tiến hành ghim kim để các bạn xem thử. Sau đó thì chúng ta mới may cố định. Bây giờ chúng ta đưa hình dáng bên phải của chiếc áo. Chúng ta may phần ghim kim từ nách. Đến điểm này dừng lại thì còn khoảng cách với phía dưới là 5 phân để chúng ta nhét vải vào. Và đây là mảnh B. Từ bên này vào 5 xăng, bên phải vào 5 xăng, các bạn sẽ rút phần vải này lại. Mảnh B sau khi chúng ta rút dúng, mình sẽ đưa lên mannequin để hướng dẫn các bạn phần ráp áo trên mannequin. Chúng ta sẽ rút dúng mảnh C tương tự với mảnh B. Một đoạn ráp phần B với C từ eo cho đến cách mép vải chừa 10 cm. Sau đó ướm mảnh A lên mannequin để hình thành mẫu. Cuối cùng là mảnh D, chúng ta sẽ ướm luôn lên mannequin. Cho mảnh nhọn vào lỗ của mảnh A, cái lỗ mà chúng ta đã chừa lúc đầu. Chúng ta kéo hết về bên còn lại. Phần đầu nhọn này chúng ta muốn xếp ly hoặc rút dúng đều được nha các bạn. Chúng ta hoàn thiện phần còn lại, ráp mảnh A với mảnh D một đoạn từ eo vào trong là 20 cm. Đây là mặt trong của mảnh A và mảnh D. Sau khi chúng ta đã may một đoạn như thế này, chúng ta cho vào hình thành lại như cũ. Còn mảnh C và mảnh B còn lại, chúng ta đặt lên phần này. May dính vào đến đây. Chúng ta xoay sản phẩm về mặt phải. Gáp điểm nhọn của mảnh D qua mảnh B. Chúng ta đã có thể ráp vào phần thân sau. Đây là mảnh A, mảnh B, mảnh C và mảnh D. Bây giờ các bạn đã biết vị trí của các mảnh nằm như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.